đứa trẻ bị mọi người bỏ rơi, bà cô ấy không nghĩ ngợi gì mà mang về nhà ngay, không ngờ rằng đứa trẻ này đã xuyên không với một biệt thự cực lớn. Ha, còn có thể khiến các đối tác tốt bụng kiếm được rất nhiều tiền. Tiếp nối phần trước, trong phòng tắm, Tiết Phù muốn giúp Lâm Nguyệt Nguyệt thay đồ tắm rửa, nhưng Nguyệt Nguyệt từ chối. Mẹ, con tự tắm được. Con còn nhỏ mà, mẹ giúp con tắm, tắm sạch sẽ hơn. Tắm xong là được ăn cơm rồi. Mẹ, con muốn tự tắm nhìn thấy cô bé gái dễ thương, Tuyết Phu chỉ cảm thấy trái tim mình tan chảy. Làm sao có thể từ chối được? Thôi được, nếu không tắm được thì gọi mẹ. Sau khi Tuyết Phu đi ra ngoài, Lâm Huyền Nguyệt ngồi trong cái thùng gỗ nhỏ, trong lòng không thể ngừng nghĩ về biệt thự lớn của mình. Nước ấm lan tỏa khắp ra, Lâm Huyền Nguyệt bất ngờ mở to mắt. Đây là hồ bơi. Ha ha, Lâm Huyền Nguyệt vui vẻ đứng dậy khỏi hồ bơi, nhìn vào cơ thể của mình, cơ thể của mình sao vẫn nhỏ thế này? Lâm Huyền Nguyệt ngồi trong sân biệt thự, về mặt phức tạp, cô ấy biết mình đã xuyên không? Cô ấy đi đến kệ đồ ăn vặt của mình, lấy ra một hộp khoai tây chiên và bắt đầu ăn. Vừa lấy ra, thì chỗ trồng đó tự động được lấp đầy. Ồ, oh, thật không ngờ lại có chuyện tốt như vậy. Sau đó anh ấy vào phòng sen thử, phát hiện thấy tất cả bùa hộ mệnh mà sư phụ đưa đều còn. Đi ra sân sau, phát hiện ra một cái ao nhỏ. Hàm, chẳng lẽ đây là suối lâm tiền sao? Bà Noan, con rửa xong chưa? Lâm Nguyễn Nguyệt giật mình, cảnh vật xung quanh, trước mắt đã trở về cái chậu gỗ nhỏ. Mẹ à con tắm xong rồi. Tiết Phủ đã sửa lại quần áo hồi nhỏ của Lâm Tử Thu, mang vào để thay giặt cho Lâm Nguyễn Nguyệt. Thấy bát đĩa được rửa sạch, lập tức thấy nghẹn ngào, đứa trẻ ngoan ngoãn thế này, mà cha mẹ nó lại nỡ bỏ. Mẹ, thứ mẹ đang cầm là cái gì vậy? Đây là quần áo của anh tư con hồi trước, con mặc tạm trước đã, ngày mai mẹ sẽ sửa cho con vài bộ nữa. Không, con không mặc. Con đâu phải trẻ con thật đâu Sao có thể mặc quần hở đáy được chứ Rộng thoáng mà Mẹ mẹ không mặc đâu Cuối cùng thì Mẹ cô ấy vẫn chuẩn bị cho cô một bộ quần áo đẹp Wow, em gái thật xinh đẹp Sao người em thơm thế Họ không biết Đây là biệt thự riêng đã được xuyên không về Dùng sữa tắm thế kỷ 21 Trên bàn ăn của gia đình 8 người cơ bản toàn là màu xanh Rau dạy chiếm phần lớn Mỗi người đều có một bát cơm tạp Nhưng để đón Lâm Nguyễn Nguyệt anh cả đã làm món súp từ vài con chuột đồng nhỏ bắt được Còn đặc biệt là món trứng rán Cả nhà cùng ăn uống ấm cúng Ngon quá Ăn xong cả nhà chuẩn bị đi ngủ Thật sự ai cũng tranh nhau ngủ cùng em gái Giường của bà nhỏ như vậy Hai đứa các con nếu chen vào Thì em gái sẽ ngủ ở đâu Anh cả và anh hai đi ngủ ở phòng mẹ đi Chúng ta ở lại với bà và em gái là được rồi Hai đứa có muốn bị mẹ phạt không Tuổi của cậu ấy tuy nhỏ hơn anh cả hai tuổi Nhưng lại cao lớn hơn hẳn Thằng bé mạnh mẽ, cao lớn hơn các bạn cùng tuổi trong làng. Trong tiếng cười đùa vui vẻ, bà nội dỗ ngủ năm đứa trẻ, lúc này Thuyền Nguyệt lại nghĩ đến chuyện khác. Ba mẹ và anh trai đều là người tốt, chỉ là trời không chịu mưa. Nhà thật sự quá nghèo. Tôi phải tìm cách giúp họ mới được ngày hôm sau bà nội dẫn anh cả và vãn vãn đi lấy nước ở giếng đầu làng vừa đến nơi đã nghe thấy người làng bàn tán xôn xao chị dâu lưu rớt cuộc nghĩ gì vậy nhà họ đã có bảy người rồi mà còn nhặt thêm một đứa con gái về nữa chẳng phải lại thêm một miệng ăn nữa sao cô gái này đem về cũng không thể nối dõi tông đường chỉ là đồ tiêu tốn tiền bạc theo tôi thấy thì là để làm con dâu nuôi từ bé ý tưởng này ngay lập tức mở ra suy nghĩ của mọi người tiếng bàn tán càng lúc càng ồn ào ai cũng thấy cách nói này có lý Nhà liễu quân lang có bốn đứa cháu trai. Vậy thì sau này cưới vợ sẽ không dễ dàng. Tôi không quan tâm họ nghĩ gì. Nhà họ có bảy người, vốn dĩ đã đông người. Bây giờ lại thêm một miệng ăn. Nước này tính thế nào? Lý chính ở làng Ninh An là người công bằng, không kể nam nữ già trẻ, mỗi người dùng nước đều được định lượng giống nhau. Vừa nói xong, những người phụ nữ vừa nói chuyện sôi nổi, đều im lặng ngay lập tức. Ấy ra, bà Lưu, bà thực sự nhặt một thứ lỗ vốn về à. Lưu Quân Lan nghe thấy bà chữ thứ lỗ vốn, cảm thấy chói tai, tôi nhặt được cháu gái, không phải thứ không đáng tiền. Vậy thì chuyện khác chúng ta không nói nữa, nhưng chuyện dùng nước thì phải nói rõ ràng. Nước trong giếng của chúng ta. Vốn gì đã không nhiều, ba con nhặt một cô bé về, chẳng phải là chiếm nước của dân làng sao. Bà phải cho chúng tôi một lời giải thích, nước trong làng là của trời ban. Tôi cứu một mạng người còn phải giải thích với các chị sao? Bà Lưu, bà nói vậy, là cố tình cướp nước của làng để nuôi cái của nợ đó. Lúc này Trương Thúy Hồng có chút trột dạ. Dù sao việc này bắt đầu từ lời bàn tán của cô ta, vì thế đáng nghĩ giúp đỡ khuyên nhủ vài câu. Mọi người đừng cãi nhau nữa, việc này vẫn nên để Lý Trình nói câu công bằng. Lúc này Lý Chính bước tới, sau khi hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì, liền nói các bạn cũng đừng tức giận, tôi thấy việc lưu ra làm là đúng, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Hơn nữa một đứa bé 3 tuổi có thể dùng bao nhiêu nước chứ? Mọi người nói có đúng không? Lý Chính, lời anh nói không đúng rồi, thêm một người dùng thì nước trong giếng chắc chắn sẽ ít đi. Nếu cô bé đó thực sự dùng ít nước thì để nhà họ tự lo, đừng lấy nhiều nước của làng chúng ta. Đúng vậy, sao lại để gia đình họ cứu người mà chúng ta phải chia sẻ nước? Bỗng nhiên bầu trời đầy mây đen, một tiếng sấm vang lên. Mưa rồi. Mưa thật rồi. Trời mưa rồi. Ông trời có mắt. Hoa màu trong ruộng cuối cùng cũng được cứu. Mọi người thấy trời mưa. Không ai nói gì về chuyện có nước hay không nữa. Mọi người đều chạy về nhà. Tuyển nguyện đúng là phúc tinh của nhà chúng tôi. Vừa mới đến đây, trời đã bắt đầu mưa. Mưa liên tục mấy ngày liền. Vừa mới nắng lên, bà nội đã muốn dẫn cả nhà ra đồng xem. Thứ hai, đi đi, chúng ta đi xem ruộng thôi. Bà ơi, con cũng muốn đi, chúng ta trồng thêm lương thực. Cho em gái ăn nhiều và mập mạp, mập như lợn con. Sao cháu lại nói em vậy? Không được nói em gái cháu là heo. Mau đi với tôi. Sau khi bà đi, vãn vãn ngồi đờ đẫn trên ghế. Em gái, em có đói không? Đúng rồi em gái, bọn anh dẫn em lên nồi hái trái dại ăn nhé. Lên nồi cái này tốt đấy. Tôi đang lo lắng, không biết làm thế nào để lấy đồ từ không gian ra. Hai đứa tự đi hái của đi. Em gái còn nhỏ, không leo núi được. Mẹ phải đi. Con muốn đi cùng các anh. Được rồi, anh Tam, anh Tứ, các con phải chăm sóc em gái thật tốt. Vừa mới mưa xong, đường trên núi trơn trượt, hai con phải cẩn thận. Đừng để em ngã. Hai người mỗi người đeo một cái giỏ nhỏ, dắt tay em gái. Chẳng mấy chốc đã lên đến núi. Trong rừng sau cơn mưa, thứ phát triển nhanh nhất. Không gì ngoài nằm dưới lá khô. Anh ba và anh tư không ngừng tìm kiếm. Một lúc sau, vị trí ba người hơi xa nhau. Tuyển Nguyệt thấy họ hơi xa nhau một chút trong khoảnh khắc cô ấy bước vào không gian khi lão tam và lão tứ quay lại họ ngớ người không thấy em gái nữa tôi không biết nữa lần này về chắc sẽ bị bà đánh chết mất